Denvo đã nói khi chán với cuộc sống thành phố thì về quê nuôi rau và trồng thêm cá. Có lẽ cảm hứng của bài hát đó được bắt nguồn từ bộ phim này. Phim kể về nữ chính Hye-won, một cô gái mồ côi bố từ nhỏ. Vừa thi đại học xong thì mẹ cũng âm thầm bỏ đi, chỉ để lại một bức thư và căn nhà trống hoác ở vùng thôn quê. Vốn mong ước có cuộc sống phồn hoa sôi động nên khi vừa biết tin đậu đại học, cô nàng bất hạnh đã lập tức chuyển lên thủ đô để sống. Thế nhưng cuộc sống ở thành phố quá ngột ngạt, Hye-won vừa đi làm vừa đi học nên gần như không có thời gian dành cho mình. Thậm chí cô nàng chỉ có thể ăn vội vài ba hộp cơm mua ở siêu thị, mà đến lúc ăn thì nó đã nguội ngắt. Dù vậy, nữ chính vẫn kiên cường bám trụ tự nuôi sống chính mình. Nhưng ở đời ai mà chẳng có ước mơ ăn ngon mặc đẹp và được sống thanh thản chứ? Vậy là một ngày ăn phải hộp cơm thiêu lại còn nhận tin trượt chứng chỉ sư phạm trong khi bạn trai thi cùng lại đỗ. Hye-won đã nghĩ đời mình đen như đít nồi chị dậu nên bật khóc vì tủi thân. Để trốn tránh hiện thực, cô nàng quyết định bỏ công việc ở thành phố trở về căn nhà cũ dưới quê. Về nhà khi trời đông tuyết phủ cùng một tâm hồn vụn vỡ, điều đầu tiên nữ chính muốn làm đó là có một bữa cơm nóng hổi tươi ngon. Cô lục trong nhà được một ít gạo, chút bột mì đã hết hạn nên lật đật ra vườn bới tuyết tìm được vài cây cải thảo đã đông cứng cùng một ít rau thơm. Kể ra thì đời Hye-won cũng không nhọ lắm, chẳng biết đi bao lâu mà vườn vẫn có rau và nhà thì vẫn là của mình. Cô nàng thái lát cải thảo cho vào nấu canh cùng rau thơm và một vài gia vị còn sót lại, chỗ gạo ít ỏi thì được nấu thành cơm. Giữa mùa đông lạnh giá lại còn thất nghiệp và cô đơn, bát cơm nóng ăn cùng canh cải thảo chưa đủ làm cô ấm lòng. Nữ chính ngửi thử thì thấy bột mì hết hạn nhưng vẫn ăn được nên quyết định nấu canh bột cho bữa tối. Ngồi bột xong thì phải để bột nghỉ 2 tiếng, tranh thủ lúc này cô xúc tuyết tạo thành một con đường nhỏ. Dọn xong thì Hye-won lấy cải thảo còn lại lăn qua bột mì pha loãng rồi chiên lên. Sau đó lại cho ớt bột vào nồi nước nấu sôi lên cùng gia vị và cải thảo cắt lát, rồi sắn từng miếng bột mì đã nhồi thả vào trong. Một bữa cơm canh vừa cay nồng thơm mùi hành lại vừa béo ngậy nhưng vẫn đầy chất xơ từ cải thảo chiên đã lấp đầy cái bụng đói của nữ chính. Khu này dân cư thưa thớt nhưng mọi người lại rất hóng hớt nên việc Hye-won trở về rất nhanh đã được mọi người biết tới. Hai người đầu tiên đến thăm cô nàng chính là Eun-suk và Jae-ha. Họ là những người bạn thời thơ ấu đã lớn lên cùng nữ chính. Thật ra không chỉ mệt mỏi với cuộc sống xô bồ, cô đơn và những lần bị dí deadline sấp mặt, cô nàng số nhỏ còn luôn day dứt về việc mẹ đột ngột ra đi. Giờ đây khi trở về nhà, những kỷ niệm về người mẹ đã vứt bỏ Hye-won lại ngập tràn trong đầu óc cô. Sáng sớm hôm sau bà dì xuất hiện, thương đứa cháu cuối cút lại bị bỏ rơi nên bà kéo nữ chính sang nhà cho ăn một bữa cơm ngon kèm những màn than trời trách đất rồi sau đó còn cho cô rất nhiều đồ ăn đem về. Cậu bạn Jae-ha cũng đến thăm và đem theo chú chó nhỏ để Hye-won có bạn ngủ cùng trong những đêm đông lạnh giá. Không tính ở lại quê lâu nên cô nhỏ không tình nguyện nuôi chú chó, nhưng anh bạn mắt hí đã thả nó lại rồi bỏ về. Thấy con chó nhỏ cũng như mình, bị người thân duy nhất quăng ra giữa dòng đời hối hả nên mọi ký ức từ lúc bị mẹ bỏ rơi lại ùa về với nữ chính. Để an ủi bản thân, cô quyết định nấu một món đồ ngọt tiện đãi hai đứa bạn thân luôn. Hye-won ngâm đậu đỏ cho thật mềm rồi xay nhuyễn gạo nếp. Đậu đỏ sẽ được hầm đến khi có thể dùng tay bóp nát, sau đó nữ chính dùng rau xanh và quả dành dành khô nước nóng để tạo màu tự nhiên. Đậu đỏ nghiền nhuyễn xong sẽ được dùng làm lớp đế của bánh còn bột gạo đã xay lần lượt được nhuộm màu, dây cho tơi xốp rồi đổ thẳng vào lồng hấp thành những lớp có màu sắc khác nhau. Xong xuôi, nữ chính đem vào hấp với lửa nhỏ. Chỉ một lát sau dùng đũa chọc từ trên xuống thấy nó xuyên qua là đã chín. Đây được gọi là bánh gạo bốn màu, vừa thơm phức vừa ngọt ngào. Hấp xong bánh sẽ vừa mềm xốp lại có độ dẻo vừa phải. Đây là một trong số những món ăn mà mẹ ruột nữ chính từng làm. Giờ đây cô nhớ lại công thức và thực hiện. Việc nấu nướng giúp cô cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm hơn. Không khí tụ tập cùng những người bạn thở thơ ấu rất vui nên hôm sau cô nhỏ quyết định làm rượu gạo để cuộc họp lần sau có thêm chút vitamin hung hăng. Hấp chín gạo xong là đến công đoạn trộn men. Dùng đôi tay chân Hye-won bóp tơi cơm rượu sau đó vắt sơ để hạt cơm nở ra rồi đem bỏ vào bình thủy tinh trong suốt và đổ luôn nước cơm vào. Cô nhỏ đậy một lớp vải trắng lên miệng bình và chờ đợi đến khi cơm rượu tiết ra nước. Sau đó tách lớp nổi lên có mùi giống rượu. Lúc này cô sẽ dùng vải xô sạch lọc lấy phần nước, phải bóp cho thật kỹ để thu được nhiều rượu nhất có thể. Rượu gạo bây giờ đã có màu trắng đục với mùi thơm dịu dịu của mạch nha và men rượu. Dù độ cồn không cao nhưng cách làm đơn giản lại có vị ngọt thanh nên loại rượu này thường được chị em phụ nữ Hàn Quốc rất ưa thích. Cô nàng nhanh chóng làm vài món nhám đơn giản rồi gọi hai người bạn thân tới thưởng thức tay nghề làm rượu của mình. Các thần cồn rượu vào lời ra làm xôn xao cả căn nhà nhỏ, cái lạnh của mùa đông cũng cứ thế được đẩy lùi. Trong cơn phê tới nắp, Jae-ha làm nhảm rằng việc làm nghề trồng trò rất thú vị. Nó đem đến cho anh nhiều hy vọng và sự thanh thản. Điều này khiến nữ chính bắt đầu nhen nhóm ý định ở lại quê hương lâu hơn. Thế rồi mùa đông qua đi, mùa xuân tới, cây cối đâm chồi nảy lộc và hoa nở khắp nơi. Nhìn những mầm khoai tây nhú lên từ mặt đất với màu xanh mướt non tơ, Hye-won chợt thấy lòng mình phơi phới, mọi nỗi đau và áp lực cũng như dần tan biến.
Sau khi bắt tay vào trồng trọt một số loại cây ngắn ngày trong vườn, nữ chính cảm thấy đói nên lại trổ tài nấu nướng. Cô nàng cho mì vào xào thơm cùng một vài loại gia vị hái đại trong vườn. Để đĩa mì vừa healthy lại balance thì phải cho thêm chút màu xanh của rau. Khi sợi mì săn lại và các loại gia vị cũng dậy mùi là lúc có thể bày mì ra đĩa. Vì mùa này đâu đâu cũng là hoa nở nên cô nhỏ bớt luôn hai loại hoa màu trắng và tím rắc lên trang trí cho đĩa mì rồi ăn cả nó. Mà việc nấu nướng đều là do mẹ dạy nên mỗi lần làm bất cứ món ăn nào những kỷ niệm về mẹ lại hiện về. Hôm nay cô nàng chọn một cây bắp cải mùa xuân thật tươi ngon để nấu bữa trưa. Cây bắp cải khiến cô nhỏ nhớ lại món bánh kép bắp cải mà mẹ từng làm khi cô còn rất nhỏ. Bà bào sợi bắp cải ra rồi trộn đều với bột mì pha loãng, rắc thêm gia vị và tôm khô, cho chút dầu ăn vào chảo. Đợi nó nóng sôi lên thì đổ hỗn hợp bắp cải bột mì vào rồi vặn nhỏ lửa. Trong lúc chờ bắp cải chín thì đập thêm một quả trứng ở chảo khác, sau đó ốp mặt kia lên và chiên thêm 2 phút. Tất cả nguyên liệu đã chín, chúng sẽ kết dính với nhau thành một chiếc bánh tròn trịa có màu xanh của bắp cải, màu trắng vàng của trứng cùng mùi hương béo ngậy của dầu ăn. Để món bánh kép bắp cải thêm sinh động, bà mẹ sẽ dùng mai do nêm trang trí bên trên và rắc thêm một chút lá hương thảo băm nhỏ. Sau cùng bà sẽ bào thịt cá thu khô thành sợi lên trên mặt bánh để hoàn thiện món ăn. Vì mẹ thường làm những món ăn đặc biệt như thế này nên Hye-won từng cho rằng bà là một đầu bếp thiên tài. Nhưng cô không thích việc nấu ăn mà cứ phải nhớ tới mẹ nên quyết định làm một món bánh mì kẹp trứng và nộm bắp cải. Đang ăn dở thì chú đưa thư tới giao cho nữ chính một phong bì chứa công thức làm món bánh mì khoai tây của mẹ cô. Khoai tây sau khi hấp chín được nghiền nhuyễn và trộn với bột mì theo tỷ lệ nhất định rồi nặn thành bánh và đem nướng trong lò. Món này Hye-won từng rất thích nhưng đến bây giờ mẹ mới chịu cho cô biết công thức. Thế nhưng việc bà âm thầm bỏ đi không ngó ngàng tới cô bao năm vậy mà giờ lại gửi thư về khiến nữ chính cảm thấy khó hiểu. Khó hiểu thì cũng vẫn phải ăn nên cô nàng bứt những chùm hoa trắng bông rủ xuống trên đường đi về nhà. Những chùm hoa này sau khi rửa sạch sẽ được nhúng vào bột mì pha loãng rồi thả trong chảo dầu sôi sùng sục. Ngay cả những cọng ngày cứu mọc dại bên đường cũng phải chịu chung số phận, trở thành món ngải bọc bột mì chiên. Món ăn sau khi chiên sẽ vô cùng đẹp mắt, chúng vẫn là những chùm hoa trắng và những ngọn ngải cứu nhưng lại thơm ngon giòn tan và béo ngậy nơi đầu lưỡi. Mùa xuân nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho mùa hè nóng bỏng, nữ chính thường tranh thủ đến ngân hàng nơi Eun Suk đang làm việc để hóng ké điều hòa. Cô biết bạn thân đang phải chịu nhiều áp lực từ công việc và lão sếp dê sùng nên khuyên cô bạn thế thì bỏ mẹ việc về nhà trồng cây như tao này. Nhưng Eun Suk lại tức giận cho rằng đó là cách hành xử của những kẻ coi thường công việc. Phản ứng của cô bạn thân làm nữ chính nhớ lại cô cũng từng hờn dỗi mẹ mình như thế khi mẹ đưa ra lời khuyên cho cô. Khi ấy mẹ đã làm một món đồ ngọt để dỗ dành Hye-won và nó khiến cô cảm thấy rất vui. Đầu tiên ta sẽ nghiền hạt dẻ đã hấp chín rồi đánh tan hai lòng đỏ trứng gà với một chút bột và cacao, sau đó cho sữa tươi vào khuấy đều. Trải một lớp hạt dẻ nghiền nhuyễn xuống đáy cốc rồi đổ hỗn hợp bột sữa cacao trứng lên trên và đem đi hấp chín. Sau cùng để món ăn có màu sắc đẹp hơn và thêm vị ngọt ngào, ta sẽ trải một lớp đường cát lên trên dùng khò hơ cho nó tan chảy thành màu cánh gián. Lúc này chiếc bánh xinh đẹp đã hoàn thành với lớp đường giòn tan ngọt lịm bên trên. Dùng thìa đập vỡ lớp đường vừa đem lại cảm giác sảng khoái vừa khiến người ăn vui vẻ vì sắp được khám phá thế giới vị giác ngây ngậy, béo béo lại mềm mịn của lớp bánh bên dưới. Món ăn này đã khiến Hye-won rất vui và quên hết mọi giận dỗi nên cô nàng bèn làm một chiếc bánh tương tự để làm lành với bạn thân. Khi giận hờn được xóa bỏ, nữ chính trở về với cuộc sống thường ngày. Trời lại quá nóng nên cô dùng dưa chuột bào sợi ngâm nước lạnh xong để ráo rồi trộn với một loại kem sữa mát lạnh. Cô nàng không quên trang trí thêm bằng một quả cà chua bi tươi ngon đỏ mọng bên trên rồi tự mình thưởng thức trước gió quạt. Món ăn giản dị này khiến cô nàng nhớ lại mùi vị quả cà chua năm xưa từng ăn cùng mẹ khi bà kể chuyện tình yêu với người chồng quá cố. Bản thân Hye-won cũng đang gặp khúc mắc với chuyện tình cảm, kể từ khi về quê cô chưa từng liên lạc với bạn trai. Buồn tình thì tìm hai đứa bạn thân để tâm sự. Đến lúc này nữ chính mới biết Jae-ha cũng từng làm việc ở thành phố nhưng thường xuyên bị sếp chửi nên quyết định bỏ việc về quê. Anh chàng cũng từng phải bỏ lại sau lưng cuộc sống sôi động nhưng đầy chán trường và đặc biệt là phải chia tay cô bạn gái ngọt nước vì cô ấy không muốn theo anh về nơi hẻo lánh này. Dù đã chia tay rất lâu nhưng anh mắt hí vẫn còn chất chứa nỗi nhớ nhung với bạn gái cũ. Sau cuộc trò chuyện và ăn nhậu với đám bạn thân, Hye-won trở về nói lời chia tay với anh bạn trai trong sự nhẹ nhõm. Thời gian cứ thế trôi qua, mùa thu với những cánh đồng lúa chín vàng đã tới. Cô nàng lên ngân hàng nơi Eun Suk làm việc để rút nốt những đồng tiền cuối cùng trong tài khoản phục vụ cho cuộc sống ở quê. Tình cờ hai cô nàng lại thấy Jae-ha đi cùng bạn gái cũ, vốn thích anh mắt hí nên Eun Suk thất tình đòi được ăn một món ngon. Nhưng nữ chính cho rằng món ngon nhất là món tự mình nấu nên hướng dẫn cô bạn làm món bánh gạo xào bắp cải. Khi tỏi đã được phi thơm trong chảo dầu là lúc nên cho ớt khô và bắp cải thái miếng vào xào. Để màu sắc thêm sinh động, chúng ta có thể cho tương ớt vào, sau đó thả bánh gạo làm sẵn vào cho thấm vị và nêm thêm mấy loại rau thơm. Món ăn vừa chua vừa cay quả thực rất hợp với tâm trạng của kẻ thất tình.
Đang chán đời thì Jeha tới thông báo rằng bạn gái cũ muốn níu kéo nhưng anh đã thích người khác nên phũ phàng tiễn cô ta về phố. Không còn bận tâm về chuyện yêu đương xàm xí, nữ chính quyết định dành trọn tình yêu cho các món ăn ngon. Mùa thu cũng là lúc đi nhặt hạt dẻ rơi đầy trên sườn núi. Cô nàng gom được một rổ đầy hạt dẻ liền đem về nhà gọt vỏ ngâm với nước muối. Qua một đêm, hạt dẻ đã ngậm non nước và thấm vị đường sẽ được đem vào luộc và nhặt bỏ nốt lớp áo vỏ còn dính trên hạt. Ở lần luộc cuối cùng, người ta sẽ thêm thật nhiều đường vào nước rồi đun thật kỹ để làm món hạt dẻ ngọt. Nhưng cuộc sống ở quê cũng không chỉ có sự thanh bình thong thả trôi đi mỗi ngày. Dịp cuối thu là mùa thu hoạch của bà con nông dân, một vụ mùa đầy hứa hẹn đang chờ đón họ sau cả năm vất vả cực nhọc. Thế nhưng đêm hôm ấy bão về, cơn mưa lớn chút xuống làng quê khiến ngày hôm sau lúa đã ngả vàng đổ rạp sát đất, vườn táo tàu chĩu quả của Geha cũng tan hoang, quả rụng đầy trên đất. Chứng kiến việc những người thân vượt qua mất mát và thử thách từ thiên nhiên, trong lòng nữ chính rộ lên nhiều suy nghĩ. Cô nàng bè những quả hồng chín trên cây, gọt sạch vỏ rồi đem treo bên hiên nhà để làm hồng treo gió. Sau khi hái quả xuống phải gọt thật sạch, treo những quả hồng lên giá rồi phơi trước hiên nhà. Đến khi hồng héo lại thì phải dịu dàng massage cho nó để thân quả mềm mại không bị khô cứng. Việc còn lại là chờ đợi cho tới khi mùa đông đến thì món hồng treo gió mới ngọt lịm thơm dẻo để ăn. Cảnh tượng dàn hồng chín vàng cam làm rực sáng cả hiên nhà khiến cô nhận ra mẹ đã luôn dạy cô rằng con người cần biết chờ đợi, vì bất cứ việc gì cũng có thời điểm thích hợp riêng của nó. Cũng giống như sự biến mất của mẹ, với cô là đột ngột nhưng bà đã phải dành cả thanh xuân để chuẩn bị. Bà mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con gái đến khi Hye-won đủ 18 tuổi mới quyết định rời đi để có thời gian cho riêng mình. Trong suốt những năm tháng ấy, bà luôn âm thầm dạy con gái từ việc nấu nướng, cách tận hưởng cuộc sống cho tới việc trau dồi nghị lực và nhân cách. Trong thư gửi cho con gái trước khi rời đi, mẹ hy vọng nữ chính sẽ mạnh mẽ để dù có bao khó khăn vẫn có thể đứng lên theo đuổi ước mơ. Bà cũng nhắn nhủ con gái khi đã quá mệt mỏi hãy trở về nhà. Đến tận bây giờ cô mới hiểu tâm tư của người mẹ. Cô nhỏ quyết định viết thư cho mẹ rồi một lần nữa rời quê hương lên thành phố làm lại mọi thứ. Chút bỏ được mọi tâm sự và hiểu ra việc người mẹ bỗng dưng bỏ rơi mình, Hye-won như lấy lại được sinh lực. Cuộc sống của cô ở thành phố cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Cô nhận ra sự bình yên trong trẻo của làng quê có những bữa cơm nóng hổi, nơi những mầm cây mạnh mẽ vươn lên. Nơi người thân và bạn bè luôn dang vòng tay chào đón cô chính là khu rừng nhỏ bình yên để cô trở về mỗi khi mệt mỏi. Bộ phim nhắn nhủ chúng ta rằng hãy cứ theo đuổi cuộc sống mà mình mơ ước nhưng đừng quên để tâm hồn được nghỉ ngơi. Phim đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim sau.